khẩu Châu Thành nè luôn ơi. Xe 6 chỗ trái thì ghê. Đừng giữa lộ trái luôn. Xe không dám qua luôn, sợ nổ. Trái khúc Châu Thành á, nó bay trái thấy ghê luôn, nguyên xe 16 chỗ chạy giữa lộ nó móc trái, nó chạy trời. Cậu vô thành đi các kèo ơi. Trái hơi đi xe luôn á. Châu Thành em ơi.
À đây này hết đi xe luôn. Đi người không ta? Hả? Con người không biết. Không, không biết có người đâu nữa. Đó giờ thấy còn cái sườn không á. Đó là đại ngang, đại ngang. Cái con khác là trong không á. Cái tài xế là trong cái chắc rồi đó. Nó đại ra chưa biết. Biết có thùng không kịp. Nếu mà chạy ra tài xế đứng ngoài gần rồi. Xe di chuyển 16 chỗ. Thế đây. Ngay có cái thấy lạ hơn. Tài xế chắc là trong một khách. Ui nó nổ, đủ chết rồi. Nó cái đi xuống khách đó gì vậy? Nó nổ thấy ghê vậy. Nó nổ cái gì vậy? Bánh quá. Bánh dầu nổ gì nữa. Là dầu hơi vậy. Dạ, nó mấy cái cục điện gì nó đi ông đây đủ phát đi nổ là phát chết mẹ không xa xa nó thôi nó nổ rồi đấy nó chạy gì chết luôn trời nó tắt được rồi sao mà đi cứ hạ luôn nghe tới nè. Ở Châu Thành rồi Quang ơi, nãy mới tới xe 16 chỗ luôn, ta thấy lại luôn, cái bánh xe luôn rồi. Nổ luôn.